Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Hoa Thời Trang. Lời đầu video cho Hoa Thời Trang gửi tới tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Trong video ngày hôm nay, Hoa Thời Trang xin giới thiệu với tất cả các bạn mẫu đầm xòe maxi siêu đẹp đây ạ. Đây, với em người mẫu xinh đẹp. Em khách người mẫu xinh đẹp này nhà mình nhận hàng cực kỳ chim ưng luôn ạ. Bạn ấy mặc rất chi là đẹp luôn ạ. Ở ngoài bạn ấy mặc còn đẹp hơn là quay lên video như này. Đẹp lắm luôn ý các bạn ạ. Đấy, mình nhờ em ấy đi người mẫu trong một chút nhưng mà em ấy rất thẹn thùng luôn ạ. Không giống như người mẫu chuyên nghiệp được ạ. Nên em ấy đi rất chi là rón rén. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Với gam màu nền hồng phấn, họa tiết hoa bông, vừa rất sang trọng, sáng sủa và nổi trội. Mẫu này của chúng ta được thiết kế là phần trên kiểu hở vai, hoặc là chúng ta có thể mặc hai dây hở vai, hoặc là chúng ta mặc kiểu bồng vai. Mẫu này của chúng ta mặc được hai kiểu. Rất đẹp và tiện nghi ạ. Đây, như em khách này của nhà mình đây. Em đấy mặc để kiểu hai dây hở vai đây ạ. Rất trẻ trung và quyến rũ đúng không các bạn? Còn đây là em ấy mặc để kiểu bồng vai. Đây ạ. Nhìn hai lớp bèo nối tiếp bồng bềnh, rất là sành điệu và sang chảnh luôn ạ. Còn phần eo của chúng ta là eo được cắt eo cao, thon gọn. Phần dưới của chúng ta là tùng xòe 180 độ, có hai túi sườn. Váy của chúng ta dài ngang bắp chân, nhìn rất trẻ trung năng động. Thân đằng sau của chúng ta cũng được thiết kế là kéo khóa, nên rất tiện lợi khi chúng ta mặc vào và cởi ra. Còn chất liệu của chúng ta là chất liệu măng gồ, có độ thấm hút mồ hôi, co giãn, có sự đàn hồi tốt, tạo cảm giác thoải mái dễ chịu cho người mặc. Váy này của chúng ta rất phù hợp như đi những bữa tiệc sang trọng, hay đi biển, đi chơi, du lịch, hay hội họp, cưới hỏi, đều rất là đẹp, sang trọng và quyến rũ các bạn ạ. Form dáng thì chuẩn chỉ, đường may sắc nét. Nào, các bạn hãy nhanh tay sắm về cho mình những bộ đồ vừa vặn ưng ý nhất đi ạ. Có đầy đủ size số cho các bạn. Các bạn ở xa chỉ cần nói chiều cao, cân nặng là có đồ mặc vừa. Giá thành thì cực kỳ mềm mại luôn ạ. Đến với nhà may Hoa Thời Trang, các bạn yên tâm về chất lượng. Hoa Thời Trang luôn làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Các bạn đã thấy chim ưng rồi thì hãy nhanh tay ấn vào đường link phía dưới để có đơn hàng thành công. Các bạn xem video hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và ấn vào quả chuông bên dưới để được xem những video mẫu mốt mới nhất của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.